Xin chào quý vị và các bạn. Tôi Thùy Trang đến từ giáo xứ Phú Linh, giáo phận Đông Tháp, giáo phận Vinh, và tôi đang đứng ngay tại quảng trường nhà thờ Chính Tòa Xã Đài, nơi sẽ diễn ra sự kiện trọng đại Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh miền Bắc lần thứ 14. Tại nơi đây, sau lưng tôi, sân khấu đại hội sẽ được diễn ra vào ngày 16, 17 tháng 11 năm 2016. Với sự giàn dựng công phu đến từ người dân giáo xứ Phú Yên và ban âm thanh Sài Gòn đã cùng tác, đây có thể nói là một sân khấu được lớn nhất, hoành tráng nhất của giáo phận Vinh từ trước đến nay, và tôi đang đứng đắc thềm. Xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sân khấu đại hội giới trẻ giáo tỉnh Việt Nam lần thứ 14. Thì muốn đứng đưa mấy nghìn khán giả rồi đắng. Ừ.